Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Thỏa thuận thương mại Mỹ Trung tan vỡ, hàng loạt công ty Mỹ tính rút khỏi Hồng Kông. Xin mời quý vị cùng đón xem nội dung chi tiết. Trung Cộng đã xé bỏ lời cam kết mua 200 tỷ đô la hàng nhập cảng của Hoa Kỳ. Các công ty nông nghiệp quốc danh Hoa Lục còn lực định là sẽ không mua đậu nành là mặt hàng nông phẩm quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Peter Navarro là kinh tế gia và cố vấn giao thương của Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News đã phú nhận thỏa thuận thương mại đối với Trung Quốc đã không còn. Ông Trump cũng tuyên bố mối quan hệ với Trung Quốc bị thiệt hại trầm trọng. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 mà hai nước ký kết vào ngày 15 tháng riêng năm nay coi như đã chết. Vì Trung cộng muốn trả đũa về vấn đề Hoa Kỳ thu hồi đặc quyền kinh tế của Hồng Kông và đe dọa các trừng phạt kinh tế khác, trong khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia nhằm tiêu diệt phong trào đấu tranh của người Hồng Kông. Các thỏa thuận thương mại Mỹ Trung chưa bao giờ có hy vọng thành công trong suốt 3 năm qua, vì Bắc Kinh sử dụng kỹ thuật của người cộng sản vừa đánh vừa đàm để câu giờ cho đến hết nhiệm kỳ 4 năm của ông Trump. Trung Cộng dù đang trong giai đoạn thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ, vẫn không từ bỏ các hoạt động gián điệp trắng trợn trên đất Mỹ. Trung Cộng còn lợi dụng khi thế giới đang bận rộn chống trả những trận dịch coronavirus để đàn áp Hồng Kông và gia tăng áp lực quân sự ở Biển Đông. Giờ đây, khi chỉ còn 4 tháng tới là ngày tới ngày bầu cử của Trung Quốc thì đánh độc chiêu thanh toán Hồng Kông. Hoa Kỳ với truyền thống là tự do dân chủ, không thể làm ngơ nên có phản ứng và trung cộng viện cớ đó để xé bỏ những gì mà họ đã ký kết. Xã hội và nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn đang quằn quại vì trận đại dịch coronavirus. Chính quyền Trump đang cố gắng ổn định nền kinh tế nên khó mà đánh thuế nhập cảng Tariffs trong lúc này vì nó sẽ gây xáo trộn thị trường nội địa và thế giới. Giới doanh thương sẽ dao động mà ngã theo ông Biden. Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ duy nhất có can đảm chống lại sự thao túng lạm dụng của Trung Cộng. Ông Trump có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, nhưng ông cũng chỉ giao thiệp với các giới doanh nghiệp của thế giới văn minh, rất khác với sự luân lẹo, cháo trở, gian manh của người cộng sản. Sắp tới ngày bầu cử ở Hoa Kỳ, Trung Cộng không dại dột cho ông Trump thêm một chiến thắng mậu dịch, như hợp định Canada Hoa Kỳ Mexico đã ký kết năm 2018 vốn là một thành quả lớn để vận động tranh cử. Ứng cử viên Joe Biden sẽ không bỏ lỡ cơ hội khai thác sự thất bại của các thỏa hiệp thương mại Mỹ-Trung trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump và cựu phó tổng thống Biden đã hứa hẹn với cử tri về một nền kinh tế ổn định và biết cách tạo công an việc làm cho công dân Mỹ như mua hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất, Buy American nghe cũng quen quen. Công dân Hoa Kỳ Phần đông không cam thù sự tộc tài của tàu cộng như người Việt vốn đã mất quê hương vào tay của người Cộng sản. Người Mỹ nhiều khi đi bầu cử chỉ nghĩ đến yếu tố quan trọng nhất là nền kinh tế. Các tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ có cử tri toàn ngã về ông Trump năm 2016 không biết có như năm 2020 hay là không. Đòn Trung Quốc không mua đậu nành của Hoa Kỳ 4 tháng trước ngày bầu cử là đòn độc vì đã làm cho giới nông gia đã bầu cho ông Trump trong quá khứ nào núng và nếu ông Trump thất cử, đó sẽ là chiến thắng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Hàng loạt công ty Mỹ tính rút khỏi Hồng Kông do luật an ninh mới. Phần lớn các công ty Mỹ tại Hồng Kông lo ngại về luật an ninh quốc gia mới khi thành đặc khu hành chính này vẫn được coi là trung tâm thương mại toàn cầu. Cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ AmCham thực hiện cho thấy, phần lớn các công ty Mỹ là đặc khu hành chính Hồng Kông lo ngại về luật an ninh quốc gia mới được Trung Quốc thông qua gần đây. Cuộc khảo sát do AmCham thực hiện từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 7 đối với 183 công ty là thành viên của tổ chức này cho thấy, 36,6% số công ty được hỏi cho biết họ khá lo ngại, trong khi 51% nói rằng Họ cực kỳ lo ngại về luật an ninh quốc gia mới. Luật an ninh quốc gia mới được Quốc hội Trung Quốc thông qua cuối tháng trước và có hiệu lực ngay từ mùng 1 tháng 7. Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác cho rằng đạo luật này làm suy yếu một quốc gia hai chế độ dành cho Hồng Kông. Luật an ninh quốc gia mới đã hình thành hóa bốn loại tội phạm gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các đối tượng bên ngoài để gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Hình phạt cao nhất cho mỗi loại tội phạm là tù trung thân. Tuy nhiên, một số tội nhẹ hơn có thể chịu mức án tối đa 3 năm tù. Các nghi phạm có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục trong các trường hợp liên quan tới các tình huống phức tạp, có sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài. Các trường hợp chính quyền địa phương không thể thực thi hiệu quả pháp luật hoặc các trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa thực tế và nghiêm trọng. Luật an ninh quốc gia mới là lần đầu tiên cho phép cơ quan tình báo của Trung Quốc hoạt động công khai tại Hồng Kông. Luật này cũng trao cho lực lượng cảnh sát và đặc vụ Trung Quốc thẩm quyền rộng lớn bên ngoài cái phạm vi của tòa án. Điều này khiến cho nhiều công ty Mỹ lo ngại. Và hơn 2 phần 3 số công ty tham gia khảo sát đối với Amcham đã bày tỏ lo ngại về luật an ninh quốc gia từ cách đây một tháng khi nội dung chi tiết của luật này vẫn chưa được công bố. Khoảng 65% số công ty lo ngại sự mơ hồ và phạm vi về việc thi hành luật, gần 61% lo ngại về sự độc lập của hệ thống tư pháp của Hồng Kông. Khoảng một nửa số công ty đã tham gia khảo sát lo ngại về vị thế của Hồng Kông đối với vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu, cũng như nguy cơ xói mòn mức độ tự trị cao mà Hồng Kông được cam kết cách đây 23 năm. Những lo ngại khác của công ty Mỹ tại Hồng Kông vốn là vấn đề an toàn dữ liệu, chảy máu chất xám hay các biện pháp trả đũa của các chính phủ nước ngoài. 46% số công ty cho rằng việc dẫn độ nghi phạm từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục, nơi các tòa án được chính quyền kiểm soát, là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Khoảng 49% số công ty cho rằng luật an ninh mới sẽ có tác động tiêu cực tới kinh doanh của họ, trong khi chỉ 13% cho rằng luật này sẽ có tác dụng tích cực. Khoảng 30% số công ty được hỏi cho biết họ đang cân nhắc chuyển vốn, tài sản hoặc hoạt động kinh doanh ra khỏi Hồng Kông trong trung hạn hoặc dài hạn. Trong số 5% nói rằng họ sẽ làm điều này trong ngắn hạn. Và hơn một nửa số thành viên tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy bớt an toàn hơn khi mà sống và làm việc tại Hồng Kông. Khoảng một nửa cho biết họ đang cân nhắc rời khỏi đặc khu hành chính này. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam tuần trước đã bác bỏ cáo buộc cho rằng luật an ninh quốc gia mới sẽ bóp nghẹt quyền tự do của người dân Hồng Kông. Bà Lam cũng cảnh báo trong những đối tượng cực đoan đừng cố vi phạm luật hoặc là vượt qua làn danh đỏ vì hậu quả của việc vi phạm luật rất nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, nội dung bài đọc có tựa đề thỏa thuận thương mại mỹ trung tan vỡ hàng loạt công ty mỹ tính rút ra khỏi hồng kông theo tổng hợp của thành đạt đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau